Giá vàng hôm nay ngày 10 tháng 9, vàng biến động nhẹ. Giá vàng trong nước Giá vàng thế giới vẫn dậm chân ở mức 1.927 USD một ao, quy đổi theo tỷ giá niêm yết. Giá vàng thế giới tương đương 54,07 triệu đồng một lượng. Thị trường vàng trong nước ngày 10 tháng 9, giá vàng dòng thăng long giao dịch tại hệ thống bảo tí Minh Châu ở mức 53,61 triệu đồng một lượng mua vào và 54,26 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,80 triệu đồng một lượng mua vào và 56,24 triệu đồng một lượng bán ra, chênh lệch giữa mức mua và bán khoảng 400.000 đồng. Giá vàng SJC được công ty và bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức 55,70 triệu đồng một lượng mua vào và 56,47 triệu đồng một lượng bán ra, chênh lệch giữa mức mua và bán khoảng 700.000 đồng. Thị trường vàng thế giới Giá vàng thế giới tiếp tục giảm, tiến về gần ngưỡng tâm lý 1.900 USD một ao. Hiện, vàng chủ yếu được giao dịch bằng đồng USD và trên thực tế, giá vàng thế giới giảm là do USD đang phục hồi mạnh mẽ trong các phiên gần đây. Ngoài ra, giá kim loại quý này giảm còn do sự ảnh hưởng từ các thị trường bên ngoài, giá dầu thô giảm mạnh, chạm mức thấp nhất trong 6 tuần, giao dịch quanh mức 37,45 USD một thùng. Trước tình hình này, giới đầu tư đang dồn sự chú ý đến cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Theo đó, mọi quyết định của ECB về chính sách tiền tệ sẽ tác động trực tiếp đến đồng euro, qua đó tác động đến USD và giá vàng. Về dài hạn, giới chuyên gia kinh tế vẫn khá chắc chắn về đà tăng của giá vàng tiếp tục được duy trì dù đã giảm khá mạnh trong mấy tuần qua. Giá vàng hôm nay ngày 10 tháng 9 tăng vọt sau cú đảo chiều trên đất Mỹ. Đêm ngày 9 tháng 9 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1946 USD một ao. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1953 USD một ao. Giá vàng thế giới đêm 9 tháng 9 cao hơn khoảng 27,9%, tương đương 425 USD một ao so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 55,1 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 1,1 triệu đồng một lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều ngày 9 tháng 9. Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng vọt trở lại do đà bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ khựng lại. Áp lực bán vàng để bù lỗ chứng khoán không còn nhiều. Sự bất ổn trên thế giới cũng hỗ trợ mặt hàng kim loại quý. Vàng tăng trở lại chủ yếu do đồng USD giảm và chứng khoán Mỹ hồi phục nhanh sau 3 phiên lao dốc. Các cổ phiếu tăng mạnh, nhất là cổ phiếu Apple và Tesla sau 3 ngày bị bán tháo rất mạnh. Vàng tăng giá còn do giới đầu tư lo ngại dịch bệnh COVID-19 sẽ bùng phát trở lại vào mùa đông, nhất là sau thông tin công ty dược phẩm AstraZeneca thông báo ngừng các cuộc thử nghiệm vaccine vì lo ngại về tính an toàn. Thông tin về AstraZeneca đã làm tiêu tan hy vọng nền kinh tế phục hồi nhanh chóng sau đại dịch. Mặt hàng kim loại quý tăng giá còn do căng thẳng Mỹ-Trung xuất hiện khắp các mặt trận, với diễn biến mới nhất là kế hoạch của Mỹ cấm các sản phẩm bông. Bên cạnh đó, sự bế tắc về tình hình tài khóa của Mỹ cũng khiến giới đầu tư tìm đến vàng như một kênh an toàn. Hiện, giới đầu tư chờ đợi các quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ được đưa ra vào ngày 10 tháng 9. Thị trường cũng chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép vào tuần tới để đưa ra các định hướng kinh doanh. Sự báo giá vàng, trên thực tế, vàng đã không giảm mạnh và không đánh mất mốc 1.900 USD một ao như nhiều người lo ngại. Sự bất ổn kinh tế ở nhiều nước và căng thẳng địa chính trị làm sói mòn niềm tin kinh doanh và nó khiến các nhà đầu tư đổ xô rớt tiền vào vàng. Vàng có thể sẽ trở lại với xu hướng tăng dài hạn như đã được nhiều tổ chức dự báo trước đó trong bối cảnh căng thẳng Mỹ Trung leo thang. Trong thời gian tới, chính quyền ông Donald Trump có thể trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc. Mâu thuẫn Mỹ Trung sẽ khiến quá trình hồi phục nền kinh tế thế giới thời hậu đại dịch Covid-19 chậm hơn, đây đều là những yếu tố có lợi cho vàng. Theo nhiều chuyên gia, mặt hàng vàng sẽ quay đầu tăng giá khi USD mất đà hồi phục. Tuy nhiên trong ngắn hạn khả năng vàng tăng giá nhanh không cao bởi lạm phát tại Mỹ và nhiều nước có thể tăng chậm khi mà sức tiêu dùng vẫn còn yếu thời kỳ hậu Covid-19. Các chuyên gia dự báo nếu vẫn trụ vững trên 1.009 USD một ao trong tuần này giá vàng sẽ tiếp tục tăng dần tới ngưỡng 2.000 USD một ao. Trên thị trường vàng trong nước chốt phiên ngày 9 tháng 9, đa số các cửa hàng vàng tại Hà Nội tăng giá vàng 4 số 9 khoảng 50 đến 150.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Kết thúc phiên giao dịch ngày mùng 9 tháng 9, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC khu vực Hà Nội ở mức 55,75 triệu đồng một lượng mua vào và 56,25 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,70 triệu đồng một lượng mua vào và 56,47 triệu đồng một lượng bán ra. Tại Sài Gòn, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 55,75 triệu đồng một lượng mua vào và 56,25 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,70 triệu đồng một lượng mua vào và 56,45 triệu đồng một lượng bán ra. Thị trường bất động sản tháng 8 năm 2020, thị trường lao đao vì Covid-19 tái phát. Covid-19 tái phát với tâm điểm là Đà Nẵng, lan ra nhiều tỉnh thành khác tiếp tục làm đảo lộn trật tự của thị trường bất động sản. Theo khảo sát của bất động sản.com.vn, kế hoạch bán hàng của các chủ đầu tư, các sàn cũng như kế hoạch đầu tư đã phải tạm dừng lại để nghe ngóng thị trường. Đây thực sự là một cú bồi mạnh với thị trường vẫn còn đang phải đương đầu với nhiều khó khăn do sự bùng phát của COVID-19 thời điểm đầu năm. Nếu tình trạng dịch bệnh kéo dài hơn nữa, rất có thể sẽ có nhiều doanh nghiệp địa ốc nhỏ lẻ phá sản vì không đủ sức cầm cự. Nhiều phân khúc bất động sản giá trị lớn vẫn đang ngấm đòn từ dịch COVID-19 đợt 1 và tiếp tục hứng thêm tác động từ đợt 2. Tại Hà Nội, rất nhiều chung cư được định vị là cao cấp ở những quận như Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai đang chứng kiến làn sóng cắt lỗ sâu như Season Avenue, Ecoline Capital Tối Hữu, moonberryland Land. Giá bán những chung cư này đã giảm khoảng 20 đến 30% so với thời điểm ra hàng. Việc không sở hữu một vị trí thực sự đắc địa cùng với đó nguồn cung chính của dự án và khu vực lớn khiến dòng sản phẩm này phải chịu áp lực cạnh tranh lớn. Tính khan hiếm không có, tất yếu sản phẩm mất giá là điều không khó hiểu. Ngoài ra, mặt bằng kinh doanh phố cổ, shop house, phân khúc nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng hoặc căn hộ chung cư cao cấp hay căn hộ chung cư ở các đại đô thị có nguồn cung quá lớn như Vinhome Ocean Park, Vinhome Smart City cũng đang chứng kiến làn sóng bán tháo, cắt lỗ hoặc ế ẩm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dưới tác động của đại dịch Covid, phân khúc nhà phố cho thuê vẫn đang chịu những ảnh hưởng tiêu cực nặng nề. Hàng loạt các tuyến đường đắt đỏ của các quận trung tâm như quận 1, quận 3, làn sóng trả mặt bằng vẫn đang diễn ra rầm rộ những tuyến phố đất đỏ bậc nhất của Sài Thành như phố Tây Bùi Viện, phố Nhật Thái Văn Lung, Lê Thánh Tôn đều ảm đạm, vắng vẻ. Giữa đại dịch, nơi tăng giá, chỗ giữ giá. Dù đại dịch diễn biến phức tạp nhưng đất nền phía Bắc vẫn chưa xuất hiện tình trạng cắt lỗ, giảm giá trên diện rộng mà chỉ là hiện tượng cá biệt ở những nhà đầu tư nhỏ lẻ, vốn mỏng Khảo sát của bất động sản.com.vn tại thị trường ven Hà Nội cho thấy, dù giao dịch không được như cùng kỳ của các năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng mặt bằng chung giá đất tại đây vẫn đi ngang hoặc chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn cử, tại Đông Anh, đất thổ cư đường nhỏ ở Sáp Mai, Võng La vẫn có giá bán từ 9-12 đến 12 triệu đồng một mét vuông, đường to từ 13 đến 16 triệu đồng một mét vuông đất tại thôn đoài, làng đìa, làng mi, làng vệ Nam Hồng chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, từ 14 đến 16 triệu đồng một mét vuông. Giá giao dịch ghi nhận là 13 đến 15,5 triệu đồng một mét vuông. Tại Hà Đông, so với cùng kỳ năm ngoái, đất không tăng nhưng cũng không có hiện tượng giảm. Đất tại Phú Lãm, Phú Lương và Yên Nghĩa vẫn có giá chào bán trung bình từ 18 đến 27 triệu đồng một mét vuông. Tại Đồng Mai, Biên Giang, giá chào bán vẫn là 10 đến 15 triệu đồng một mét vuông không chỉ đất ven Hà Nội giữ giá mà đất ở các tỉnh vệ tinh giáp danh Hà Nội như Bắc Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang cũng không ghi nhận hiện tượng sụt giảm đáng kể về giá trong bối cảnh đại dịch phức tạp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đề án thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh đã khiến thị trường bất động sản khu đông nhộn nhịp trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành một số loại hình bất động sản khu vực đã ghi nhận giá giao bán tăng. Cụ thể, theo tìm hiểu thực tế của bất động sản.com.vn, giá chào bán đất nền trung bình tại Thủ Đức hiện rơi vào tầm 53,7 triệu đồng một mét vuông, tăng khoảng 1,2% so với giá chào bán thời điểm đầu năm. Loại hình nhà riêng, nhà hẻm có giá chào bán từ 63 đến 95 triệu một mét vuông, tăng 0,5 đến 0,7%. So với Thủ Đức, quận 9 có biến động giá bán trung bình tăng cao hơn. Loại hình đất nền, đất thổ cư quanh khu vực này đang được giao bán giá tầm 44 đến 50 triệu một mét vuông, tăng gần 1,5% so với cùng kỳ năm 2019. Nhà phố, nhà riêng có giá chào bán vào khoảng 60 đến 80 triệu một mét vuông, tăng thêm 4,5%. Tuy nhiên, làn sóng giá tăng nhẹ này mới chỉ là động thái của chủ đất, doanh nghiệp đang vin vào yếu tố quy hoạch, hạ tầng. Còn trên thực tế, lượng giao dịch thực tế không có sự đột biến hơn so với tháng trước.